Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Trong cuộc sống có rất nhiều mảnh đời là trẻ mồ côi, luôn ao ước có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, người đàn ông trong câu chuyện dưới đây chẳng những được bố mẹ nuôi yêu thương, chăm sóc từ nhỏ cho đến lớn, để rồi trưởng thành đủ lông đủ cánh, thay vì chọn cách báo hiếu thì lại dùng oán báo ân, nhẫn tâm ra tay sát hại người đã khuôn mang mình. Không những thế, hắn ta không dùng chân đạp đổ bát hương của mẹ ngay trong đập tay. Để hiểu rõ hơn về chi tiết, mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Theo thông tin cho biết, rạng sáng ngày 22 tháng 10, người dân cả thôn Bá Lam, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xôn xao bàng hoàng vì vụ án con nuôi giết mẹ vừa xảy ra trong xóm. Thời điểm trên, một người đàn ông đã giết mẹ nuôi rồi ném xuống giếng, sau đó khống chế con trai nhỏ khoảng 4 tuổi trên căn nhà cao tầng, cố thủ suốt nhiều giờ. Đến 9 giờ 30 sáng cùng ngày, công an mới giải cứu được con tin, đồng thời gã đàn ông cũng đã bị khống chế. Đối tượng Nguyễn Văn Thương, 35 tuổi, đã bị công an bắt đi. Gia đình và làng xóm thì đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân Nguyễn Thị Hồng, 68 tuổi. Một nhân chứng chưa hết bàng hoàng kể lại. Ban đầu thằng bé khóc to lắm, khi bị bố nó đưa ra ngoài hành lang tầng 3, nó khóc lóc xin tha thảm thiết. Lúc sau, do khóc nhiều, thằng bé mệt lả, ngủ gục trên tay bố nó. Lúc bị bắt đi, Thương vẫn giãy giụa rất mạnh, khổ thân bà Hồng, nuôi con từ bé cuối cùng bị nó giết chết. Bùi ngùi vì sự ra đi đột ngột và đau đớn của chị gái. Em dâu của bà Hồng cho biết, chị tôi cưới anh mấy năm nhưng không có con nên mới nhận Thương làm con nuôi từ khi nó mới vài tháng tuổi. Thường ngày, mẹ con cũng yêu thương nhau hết mực, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Theo người nhà nạn nhân cho biết, chồng bà Hồng là ông Thương, vốn là một nhân quân mất sức nên về hưu sớm. Hồi cưới nhau thì ông Thương đã 45 tuổi, còn bà Hồng cũng đã ngoài 40. Cưới nhau mấy năm nhưng không có con, ông bà nhận Thương làm con nuôi và cũng là đứa con duy nhất của ông bà. Trong cuộc sống gia đình, Thương hiếu thảo và phụng dưỡng bố mẹ nuôi hết mực. Ngược lại, ông bà Hồng cũng yêu thương con nuôi hết lòng. Nuôi học hết lớp 12, rồi tiếp tục nuôi học nghề xong, Thương lại được bố mẹ nuôi dựng vợ gả chồng. Tuy nhiên, vợ Thương sức khỏe không tốt, không làm được việc nặng, vì thế kinh tế gia đình hoàn toàn do Thương đảm nhận. Mấy năm trước thì ông Thương mất, bà Hồng còn bao nhiêu tiền cũng dùng cho con lấy vốn liếng làm ăn. Nhờ tu chí với vay mượn thêm, 3 năm trước Thương đã xây dựng được căn nhà 3 tầng khang trang nhất nhì trong xóm. Tuy nhiên, theo người thân cho hay, kể từ khi xây nhà, tính tình của Thương chuyển khác, có thể gia đình nhiều chuyện phải lo, anh có biểu hiện bị tâm thần. Những lần phát bệnh trước đây, anh đã đi gõ cửa từng nhà trong xóm hoặc mở lo đoàn hát thâu đêm hay đi đập phá đồ đạc. Cũng vì những lần lên cơn trước đây bị họ hàng khống chế, có khi cần phải đánh đập nên Thương có biểu hiện thù hằn với mọi người. Nhưng lạ lắm, những lần trước dù có đánh chửi ai thì chỉ cần bà Hồng ra bảo là Thương nghe ngay, không cãi mẹ nửa lời. Cũng vì thế bà Hồng trở nên không cảnh giác, một người thân của bà Hồng nói. Chiều hôm qua, Thương cũng đã có biểu hiện lạ, anh ta đuổi vợ con ra khỏi nhà, nói lảm nhảm không ngớt. Thế nhưng lúc bà Hồng đến khuyên bảo thì Thương vẫn nghe và đi về. Do không cảnh giác, bà Hồng vẫn ngủ cùng nhà với Thương. Lúc đó nửa đêm, chúng tôi nghe tiếng bà Hồng kêu la, vợ của Thương thì ôm con gái chạy. Mọi người chạy vào thì thấy Thương ôm thằng con út và bảo đã giết bà Hồng ném xuống giếng rồi khiến ai nấy đều sợ hãi. Đến sáng, công an mới khống chế được thằng Thương, giải cứu đứa bé. Ai cũng nghĩ lần lên cơn này của nó cũng như những lần khác. Không ngờ vì mất cảnh giác mà hậu quả nghiêm trọng như vậy, em họ bà Hồng nói. Tang lễ của bà Hồng đang được cử hành, dự kiến sáng mai sẽ mang đi chôn cất. Vụ án thì đã được chuyển lên công an tỉnh Hòa Bình thụ lý. Thế nhưng, trong thôn ai nấy còn chưa hết kinh hoàng. Theo đó, tại tang lễ của người phụ nữ xấu số, bà Đỗ Thị Tý, 54 tuổi, ở sát vách thuật lại sự việc. Khoảng hơn 2 giờ sáng, tôi nghe tiếng đập phá, chỉ nghĩ Thương lên cơn tâm thần rồi làm loạn như mọi khi. Không ngờ khi sang nhà thì thấy đồ đạc kể cả bát hương cũng đã bị nó đập phá hết. Không ai thấy bà Hồng đâu, mọi người liền nghi ngờ và đi tìm thì phát hiện vệt máu kéo dài ra giếng. Dưới giếng có rất nhiều đồ đạc và cả con chó bị Thương ném xuống. Nhiều người sợ hãi báo công an. Khi công an đến thì Thương liền ôm đứa con chạy lên tầng, dọa ai lại gần sẽ ném đứa bé xuống. Thằng bé sợ hãi la khóc thảm thiết cầu xin bố nó. Thấy cảnh đó tôi sợ quá, chạy về nhà và phát bệnh sốt rét. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc, chị Đỗ Thị Hường, 43 tuổi, một hàng xóm khác chứng kiến vụ việc kể lại rằng thằng bé liên tục kêu bố ơi tha cho con, thả con xuống bố ơi. Khi một người lại gần thì Thương đưa thằng bé ra lan can nhà, dọa rằng sẽ ném xuống khiến mọi người khiếp đảm. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, công an đã dụ được Thương khiến hắn mất tập trung rồi leo lên tiếp cận và khống chế.
gần 6 giờ sáng thì hắn bị bắt giải đi. Thằng bé được trả về cho mẹ nó, công an cũng hút cạn giếng đưa thi thể bà Hồng lên. Theo hàng xóm cho biết, Thương vốn hiền lành, yêu thương vợ con, tuy nhiên mấy năm gần đây phát bệnh tâm thần. Mỗi khi phát bệnh đều được đưa đi chữa trị, khỏe mạnh thì về làm nhôm kính. Chuyện trúng số tiền tỷ rồi tiêu xài hoang phí, kết cục còn bi thảm hơn lúc chưa trúng số. Giờ đây không phải là câu chuyện xa lạ đối với người dân miền Tây. Chi tiết như thế nào? Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Ngay tại thành phố Cần Thơ, nhiều người dân thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một người đàn ông ngoài 40 tuổi lầm lũi đi bốc gạch thuê để kiếm sống. Đó là ông Phạm Văn Hùng, người từng nổi tiếng khắp thị trấn này vì 2 năm trước từng trúng 2 tờ vé số độc đắc, trị giá sau thuế là 2,7 tỷ đồng. Mười mấy năm trước, ông Hùng có vợ ở Phong Điền rồi về hẳn đây sinh sống. Hai vợ chồng đều là công nhân dọn dẹp vệ sinh ở khu vực chợ. Dù sao, cuộc sống của họ cũng khá êm đềm, hai đứa con lần lượt ra đời. Nhưng vài năm sau đó, vợ ông Hùng nhiều lần bỏ đi khi chán cảnh nghèo nàn. Thương hai đứa con, ông Hùng nhiều lần chạy đi tìm kiếm, năn nỉ vợ trở về. Người vợ, người mẹ này lại trở về rồi lại ra đi. Biết vợ có người đàn ông khác bên ngoài, nhưng ông Hùng vẫn không chấp và sẵn sàng mở rộng vòng tay, đón vợ trở về. Trưởng ấp nơi ông Hùng sinh sống xác nhận, ông Hùng là người không biết chữ và tính tình cũng rất hiền lành. Ở địa phương cũng chưa làm phiền lòng ai. Lúc chưa trúng số, vợ bỏ đi, ông Hùng có đến trình báo với tôi nhờ tìm vợ giúp. Tôi nghe ông Hùng nói thì cũng không biết phải xử trí thế nào, chỉ biết động viên cho ông trở về nhà. Có đợt, vợ bỏ đi lâu, ông còn nhờ người viết đơn gửi cho tôi nhờ tôi tìm vợ giúp. Tôi nhận đơn mà ngớ hết cả người. Và vị trưởng ấp cho biết, việc sau đó ông Hùng trúng số độc đắc là có thật. Một ngày của tháng 10, ông Hùng mua mấy tấm vé số của Đài Vĩnh Long. Đến chiều dò số, ông phát hiện mình trúng độc đắc 2 tờ với giá trị 3 tỷ đồng, chưa trừ thuế. Lãnh thưởng trừ thuế còn đúng 2,7 tỷ đồng. Vợ chồng ông Hùng gửi 2 tỷ vào ngân hàng để lấy lãi. Nhưng trong đó 1 tỷ đồng gửi với thời hạn vài tháng, 1 tỷ đồng gửi cố định thời gian dài. Còn 700 triệu, hai vợ chồng tiêu xài chỉ trong một tuần. Ông Hùng mua xe máy cho anh chị em của vợ, mỗi người mỗi chiếc mới toanh. Phần hai vợ chồng cũng mua mỗi người mỗi chiếc. Bà vợ của ông Hùng còn lén chồng mua thêm một chiếc cho người tình nữa, xem như đức tình để bà quay về với người chồng đại gia. Cửa hàng bán xe máy nào được vợ chồng ông Hùng ghé thăm ngày đó là vô mánh, người hàng xóm của ông Hùng tiếp tục kể. Hết mua xe máy, vợ chồng ông Hùng mua sắm vàng bạc, mặc sức chân diện, quay đi quay lại số tiền 700 triệu đã bốc hơi. Vấn đề này được vị trưởng ấp nơi ông Hùng đang sống xác nhận. Chẳng được bao lâu, số tiền 500 triệu đồng trong một gửi có thời hạn của vợ chồng ông Hùng lại đội nón ra đi vì sự tiêu xài vô độ của hai người. Không làm gì ra tiền mà chỉ nghĩ đến cách tiêu xài nhưng không muốn rút thêm 1 tỷ đã gửi thời hạn dài trong ngân hàng. Nên vợ chồng ông Hùng quyết định bán căn nhà đang ở với giá 300 triệu đồng. Rồi mua một mảnh đất gần nhà vợ để cất nhà ở. Số tiền khủng tiêu tan hết, đúng là tiêu tiền hoang phí như trúng số, người hàng xóm của ông Hùng lắc đầu nói. Còn trường hợp những người dân có cuộc sống khó khăn, thu nhập bấp bênh hoặc không làm chủ được tài chính khi họ có số tiền lớn, họ chỉ nghĩ được đến các việc tiêu xài để thỏa mãn cảm xúc của mình chứ không nghĩ được nhiều hơn. Đến khi số tiền cạn kiệt thì mọi chuyện đã quá muộn. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.